Hả? Ờ, tôi đâu có biết chuyện gì đâu mà nói. Ờ, nói đại, tôi cũng không biết nói nữa. Ờ, hay là cô muốn hỏi gì thì tôi mới biết mà trả lời chứ. Ừ, cô hỏi đi. Còn gì đâu em, tháng ngày vui qua mất rồi. Còn gì đâu em, thôi đừng đến xót xa thêm. Đoạn đường ta đi còn dài lê thế, đời còn đam mê, xuôi bước ai quên về nên chưa quên câu thề. Từ đó đôi ta buồn thật nhiều trong tình yêu. Nếu không hợp sẽ khổ cả hai người. Nếu trách tôi cũng cam đành, vì không thể đổi hướng tim mình. Thủy, xin Thủy thông cảm cho tôi, vì tim tôi đã có rồi một hình bóng khác.
trách bao nhiêu thì tôi xin nhận đủ. Chỉ mong Thủy nhớ rằng trước nay tôi chưa hề thốt tiếng tỏ tình. Chuyện hai nhà muốn kết xuôi gia đó là do ý của ba tôi sắp đặt. Ban đầu tôi cũng định theo ý của cha mình, nhưng có ngờ đâu chỉ một buổi chiều tình yêu đã đến. Nếu bây giờ tôi cúi đầu theo lệnh của cha thì chắc chắn tim tôi tan vỡ. Như vậy làm sao tôi có thể đem lại niềm vui cho Thủy được? Không lẽ phải cam đồng sàng vì mong? Thủy ơi, nếu cảm động nhau xin đừng hờn trách, mà hãy chúc nhau câu hạnh phúc sau này. Tôi cũng chúc cô vượt qua sầu tôi để hướng về hạnh phúc tương lai. Thủy, cô đi đâu vậy? Để tôi đưa cô về mà. Thủy, cô Thủy.